Thiên Phước, Hồng Trang xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu, phát lại vào lúc 15 giờ 50 phút ngày hôm sau trên đài phát thanh và truyền hình Bạc Liêu. Chương trình hôm nay sẽ có: Bạc Liêu giá tôm thấp kỷ lục, nông dân ngao ngán; liên kết chuỗi chìa khóa để nâng cao giá trị tôm Bạc Liêu; EC lùi lịch kiểm tra về chống khai thác IUU tại Việt Nam; dùng cỏ tươi ủ chua giúp bò tăng trưởng mạnh; chuyện nhà tôm tuần này sẽ hướng dẫn sử dụng hỗn hợp tỏi, quế cải thiện sức khỏe và tăng trưởng của tôm. Hồng Trang nè, thời điểm này là thời tiết giao mùa, nắng nóng, mưa ẩm xen kẽ đột ngột làm cho gia súc gia cầm không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm. Vậy thì bà con nông dân cần lưu ý những gì? Theo các chuyên gia, độ ẩm trong không khí cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển và gây bệnh cho đàn vật nuôi. Do đó, bà con nông dân cần lưu ý một số vấn đề sau. Theo ngành chuyên môn, để đảm bảo sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa, người chăn nuôi cần áp dụng tốt một số biện pháp như cần che chắn chuồng trại cẩn thận, tránh mưa tạt, gió lùa. Khi nhiệt độ môi trường giảm hoặc xuống thấp, cần giữ ấm cho đàn vật nuôi, định kỳ phun sát trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh chuồng bằng các loại hóa chất như vôi bột, iodine, vicon, cung cấp thức ăn, nước uống sạch sẽ, dễ tiêu, phù hợp với lứa tuổi của đàn vật nuôi, bổ sung điện giải, complex, vitamin, men tiêu hóa nhằm nâng cao sức đề kháng cho con vật. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc, gia cầm theo đúng lịch phòng bệnh. Có thể sử dụng các loại thảo mộc có thành phần kháng sinh như tỏi, gừng, nghệ trộn vào thức ăn hoặc nước uống của vật nuôi. Hàng ngày kiểm tra, theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi để phát hiện sớm những con có biểu hiện không bình thường. Để nhằm chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp huyện Phước Long đã triển khai tiêm phòng 46.755 liều vaccine cho đàn gia súc, tiêm phòng 60.691 liều vaccine cho đàn gia cầm, đồng thời phun xịt sát trùng môi trường chăn nuôi ở các chuồng nuôi trên địa bàn với 265 lít Bencoxit. Nhờ sự chủ động trong chăm sóc và phòng bệnh của các hộ chăn nuôi và ngành chức năng, nên hiện tại trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Thưa quý vị, thời điểm này giá tôm đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm nay, khiến người nuôi tôm lao đao. Đúng rồi đó Hồng Trang, đây là giai đoạn thu hoạch tôm thẻ với sản lượng lớn. Nông dân đang phải gánh áp lực không nhỏ khi chi phí đầu tư sản xuất đắt đỏ như hiện nay. Nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn phải lâm vào cảnh trắng tay nợ nần vì sau thời gian dài đầu tư sản xuất, họ phải chịu thua lỗ nặng khi thu hoạch. Hiện nay, giá tôm thẻ chân trắng loại 30 con một ký có giá dưới 120.000 đồng, giảm hơn cùng kỳ từ 40 đến 50.000 đồng một ký. Với giá tôm hiện nay, nông dân sản xuất đều lỗ nặng dù trúng tôm. Bởi để nuôi 1 ký tôm thành phẩm loại 30 con, người dân phải chi ít nhất 90.000 đồng cho tiền thức ăn, thuốc thủy sản, chưa tính các chi phí khác. Cái hiệu quả, cái tỷ lệ nuôi thành công rất là cao, nhưng mà thu lại cái lợi nhuận của bà con, cái chi phí rồi hết thì không có lời. À, và thậm chí có người ta nuôi chậm lớn một tí thì có thể còn lỗ nữa. Thì đây là cái điều mà khó khăn nhất hiện nay. Đông Hải là địa phương có sản lượng tôm dự kiến trong tháng 5, tháng 6 rất cao vì đang vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, với giá tôm thấp kỷ lục, ngành nuôi tôm trên địa bàn huyện nói riêng, cả tỉnh nói chung sẽ là năm sản xuất kém hiệu quả nhất trong những năm qua. Thì giá tôm thẻ 30 con gì lớn thì nó ở mức phải nó là thấp, nó dưới 120.000. Thì nó ảnh hưởng lớn đến cái tâm lý của người sản xuất. Hiện nay thì bà con rất là khó khăn trong vấn đề là sản xuất là mang cái hiệu quả. Ngành tôm gần như bất lực khi đứng trước nghịch lý tồn tại nhiều năm qua. Chuỗi cung ứng đầu vào thì tăng và giữ ở mức cao. Sản phẩm đầu ra thì thấp và bấp bênh. Đối phó với vấn đề giá hiện nay thì là chúng ta phải thả rải dụ, thả mật độ thưa, đó, rồi tăng cường nuôi 2-3 giai đoạn. Thưa quý vị, thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân tham gia, giúp nông dân giảm được chi phí sản xuất, ổn định đầu ra sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa trên cùng diện tích canh tác. Và theo các chuyên gia, cách làm này có thể giúp cho nông dân tránh tình trạng trúng mùa thất giá hoặc là trúng giá thất mùa như trong canh tác lúa theo kiểu truyền thống manh mún nhỏ lẻ. Chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu 2023 với nhiều phấn khởi khi giá lúa gạo trên thế giới tăng cao cùng với việc bao tiêu sản xuất từ khâu đầu vào như lúa giống, cung ứng phân, thuốc bảo vệ thực vật đến bao tiêu đầu ra sản phẩm khi thu hoạch. Ông Trịnh Giang Thuộc, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Đồng Tâm chia sẻ,
Từ khi tham gia các hợp tác xã, vào ô đê bao khép kín, có trạm bơm công suất cao, nên thành viên hợp tác xã rất yên tâm trong sản xuất, nhất là vụ hè thu, vì có thể chủ động ứng phó với mưa bão, triều cường ở cuối vụ. Rồi, coi như là tham gia từ buổi ban đầu luôn tới giờ, rồi cái lợi nhuận thì rất cao, rồi, cho nên là cái vấn đề đó là rất thuận lợi cho nông dân. Trong hợp tác xã nói ngay chứ mà cũng có lòng tin hơn, chứ mà không có thất thoát như ở ngoài đê bao. Với những ưu điểm trong việc tham gia liên kết sản xuất, nên sau gần 5 năm hoạt động, số thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Đồng Tâm từ 20 thành viên đã được nâng lên trên 120 nông dân với trên 200 hecta sản xuất lúa. Có thể nói, mô hình hợp tác xã trong nông nghiệp phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao bởi hợp tác liên kết sẽ tạo ra khu sản xuất tập trung, tạo cánh đồng mẫu lớn, dùng nguyên liệu lớn và là cơ sở quan trọng để đưa các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra lượng hàng hóa đủ lớn để đáp ứng được yêu cầu của thị trường, khắc phục được những nhược điểm mà mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ hiện có. Nếu mà sản xuất tập trung so với mà cái mà để mà làm nhỏ lẻ thì nó lợi giảm khoảng 30%. Tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương có lực lượng nông dân chiếm đông với hơn 80% trong tổng số hộ dân. Do đó, việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác sẽ giúp nông dân, xã viên liên kết chặt chẽ với nhau trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm chi phí trong sản xuất, tạo những sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh hơn trong kinh tế thị trường. Vẫn là câu chuyện liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Theo ngành chuyên môn, không chỉ cây lúa mà ngay cả con tôm muốn khẳng định thương hiệu và đủ lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thì việc liên kết chuỗi khép kín toàn bộ quy trình sản xuất để kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra là yếu tố rất quan trọng. Có thể nói đây chính là chìa khóa để góp phần nâng cao giá trị cho con tôm Việt khi xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Hiện nay, Bạc Liêu đã có một số đơn vị tiên phong thực hiện khá tốt chuỗi liên kết này, trong đó tập đoàn Việt Úc là đơn vị đầu tiên khép kín được toàn chuỗi giá trị ngành tôm, từ tôm bố mẹ đến tôm giống, thương phẩm, và sắp tới là chế biến xuất khẩu. Nhà máy chế biến thủy sản Việt Úc được khánh thành và đi vào hoạt động là một trong những sự kiện đáng kể của ngành tôm Bạc Liêu, chính thức khép kín được toàn bộ chuỗi giá trị tôm trên địa bàn tỉnh. Với quy mô khá lớn, khoảng 10 hecta, vị trí nhà máy nằm cạnh khu sản xuất giống và khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, đảm bảo tốt nhất về độ tươi sống, an toàn dịch bệnh của tôm trong quá trình vận chuyển đến nhà máy. Đối với Việt Úc thì chúng tôi tin tưởng vào đầu tư vào sản xuất công nghệ cao với con tôm chất lượng cao, thì cái giá trị gia tăng cho con tôm Việt Nam nó sẽ tạo ra một cái giá trị có thể cạnh tranh ở thị trường quốc tế và cũng mang lại một cái lợi ích rất lớn cho ngành tôm Việt Nam. Bạc Liêu có sản lượng tôm thương phẩm nằm ở top đầu cả nước, thế nhưng nhà máy chế biến lại rất hạn chế, quy mô phần lớn là nhỏ lẻ, gia công, nên chỉ sử dụng khoảng 50% nguyên liệu tôm của tỉnh. Đây là một trong những điều đáng buồn của ngành tôm Bạc Liêu khi không thể gia tăng được giá trị của tôm thương phẩm. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh luôn khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên kết sản xuất với người nuôi tôm, đầu tư phát triển dùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đầu tư công nghệ chế biến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế. Bạc Liêu sẽ có nhiều nhà máy như thế thì chúng ta mới đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu và xuất khẩu tôm của Bạc Liêu cũng như là Đức đóng góp xuất khẩu tôm của cả nước. Thưa quý vị, năm 2023 và dự kiến đến năm 2024, xuất khẩu tôm của Việt Nam nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh mạnh với Ecuador và Ấn Độ, nhất là giá tôm nhập khẩu trên thị trường thế giới giảm và thấp hơn giá tôm nguyên liệu trong nước sẽ gây trở ngại không nhỏ cho ngành xuất khẩu tôm. Từ thực tế đó, việc liên kết chuỗi để khẳng định thương hiệu tôm Việt sẽ là bước đi quan trọng, tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm tôm phổ thông nhằm nâng cao giá trị cũng như gia tăng thêm cơ hội để sản phẩm tôm Việt đa dạng thêm thị trường xuất khẩu. Tiếp theo trong phần sau, EC lùi lịch kiểm tra về chống khai thác IUU tại Việt Nam. Nuôi ốc bưu đen thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng. Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định vào tháng 10 năm 2023 thay vì tháng 5 như thông báo trước đó.
Sau khi Ủy ban châu Âu thanh tra vào tháng 10 năm 2022, Việt Nam đã nỗ lực triển khai 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để chống khai thác IUU, gửi cảnh báo thẻ vàng gồm khung pháp lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, thực thi pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình và hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp chống khai thác IUU, khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại các địa phương như Thanh Hóa, Trà Vinh, Sóc Trăng, Nam Định, Thái Bình, Phú Yên và Bình Định. Các địa phương đã tích cực chỉ đạo tổ chức triển khai các giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hàng ngàn hộ dân sinh sống dọc sông Crono, đoạn qua hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, hiện đang trong tình trạng không có nước sạch để sinh hoạt, thậm chí nước tưới hoa màu cũng đang thiếu. Theo người dân, sở dĩ xảy ra tình trạng này là do một nhà máy thủy điện nằm ở đầu nguồn, không xả nước về cho hạ lưu. Trạm bơm này đặt tại xã Đức Xuyên, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông, có chức năng dẫn nước từ sông Crono về một nhà máy nước sạch gần đấy để phục vụ cho hơn 700 hộ dân trên địa bàn. Thế nhưng hơn một tháng nay, trạm chỉ hoạt động cầm chừng, có thời điểm còn phải dừng hoạt động. Mấy ngày hôm nay là trạm bơm dừng, không có nước để cung cấp cho dân. Cái thứ hai là đối với hoạt động sản xuất, những dân mà dọc qua bên sông thì những cái giếng mà người ta đám để bơm nước lên tưới cho hoa màu thì nó là hụt nước, mất, không bơm được. Theo tìm hiểu, đầu nguồn sông Crono hiện đang có thủy điện Buôn Tu Sarat hoạt động với dung tích hồ chứa hơn 520 triệu mét khối. Do công ty thủy điện Buôn Cốp vận hành, từ đầu năm đến nay, tình trạng nắng nóng diện rộng kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ chứa giảm sâu. Trong khi đó, nhu cầu về sử dụng nước dùng hạ lưu và ràng buộc kỹ thuật của hệ thống điện nên nhà máy đã phải khai thác cao hồ chứa so với yêu cầu tối thiểu. Hết tuần đầu và tháng 5 thì mực nước hồ đã về mực nước chết. Chính vì vậy là khi mà về mực nước hồ về mực nước chết thì chúng tôi cũng hết cái khả năng khai thác vận hành hồ chứa. Trước mắt, căn cứ vào nhu cầu thực tế phục vụ sinh hoạt và sản xuất, từ ngày 8 tháng 5 vừa qua, công ty thủy điện Buôn Cốp đã điều tiết dung tích nước còn lại với lưu lượng tối thiểu 78 mét khối một giây về dùng hạ du liên tục từ 16 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ duy trì được trong vòng một tuần. Thưa quý vị, Tây Nguyên được biết đến là thủ phủ của cà phê hay là hồ tiêu, và nhiều năm qua, người dân khu vực này có xu hướng chuyển đổi nhiều diện tích đất sang trồng cây ăn trái, mang lại lợi nhuận kinh tế cao, trong đó cây vải đang trở thành một lựa chọn chuyển đổi của nông dân. Thời điểm này, bà con nông dân đang rộn ràng vào vụ thu hoạch với tâm thế phấn khởi. Vườn vải u hồng 3,5 hecta của ông Hải đã 20 năm tuổi. Sau những thất bại vì chưa quen cách chăm sóc, đến nay vườn vải của ông đã cho trái đồng đều. Đam mê thì bây giờ mình theo cái vải này được 20 năm, hơn 20 năm rồi. Nó cũng có vất vả đấy, nhưng mà đưa được cái lợi nhuận kinh tế cho gia đình, vậy cho cả cái xã hội. Các giống vải được đưa từ phía Bắc vào các tỉnh Tây Nguyên nhiều năm trước nhờ sự học hỏi tìm tòi cách chăm sóc của nông dân. Đến nay cây vải đã được định hình và phát triển trên vùng đất này. Với lợi thế chín sớm hơn từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi so với vải của các tỉnh phía Bắc, nên vải ở Tây Nguyên những năm qua không lo cạnh tranh đầu ra. Gia đình như tôi là cải thiện kinh tế rất là cao. Một năm trừ hết chi phí đi thì số tiền thu về là khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các chủ vườn, mà nhiều lao động địa phương cũng đã có công ăn việc làm ổn định nhờ cây vải. Từ lúc có vườn vải cũng làm quanh năm vậy đó. Rồi từ làm cành tới vặt chồi rồi tới hái trái, rồi nói chung là cũng công việc quanh năm. Một số nông dân chia sẻ, có những năm thời tiết không thuận lợi khiến cho sản lượng không cao, nhưng giá bán luôn ổn định, tạo được thu nhập khá cho bà con nông dân. Kỹ thuật nuôi đơn giản, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế cao, nên ốc bươu đen đang được nhiều hộ dân tại tỉnh Hậu Giang phát triển. Chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần vừa có ghi nhận về sự thành công của mô hình này tại tỉnh Hậu Giang. Đây là mô hình nuôi ốc bươu đen trong bể bạc của anh Nguyễn Văn Cường ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đến với nghề nuôi ốc bươu đen trong một dịp tình cờ, nhưng đến nay, sau gần 6 năm gắn bó với nghề này, anh Cường đã có những thành công ngoài mong đợi. Anh Cường cho biết với bể bạc diện tích 8m2 có thể nuôi được 3.000 con ốc bươu đen giống. Sau 3 tháng nuôi sẽ cho sản lượng gần 100 kg ốc thương phẩm, trừ hết chi phí cho thu nhập hơn 3 triệu đồng. Yêu cầu giữ nguồn nước sạch thì ốc ít bệnh và mình biết cách phòng tránh trị bệnh đó. Tốt nhất là không bơm nước trực tiếp vào, mình sẽ làm cái một bể lắng nước riêng, thì mình sẽ lấy diệt khuẩn lúc ban đầu, thì từ cái bể chứa nước đó mình bơm qua thì con ốc nó sẽ đạt cao hơn.
Theo anh Cường, ốc bươu đen là loài dễ nuôi, không cần chăm sóc, không cần tốn chi phí đầu tư. Ốc đẻ quanh năm, thức ăn chủ yếu là rong rêu và các chất hữu cơ có trong nước. Thì ốc chủ ăn là gông, rêu, bèo cám, những loại bèo tai tượng, những cái nguồn thức ăn mà trong tự nhiên có sẵn đi. Mình cho ăn thì ốc nó sẽ không tốn chi phí gì cao mà thu lợi nhuận cao. Do kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả kinh tế rất cao, nên được nhiều người dân đến học hỏi và liên kết với anh Cường để mua ốc về nuôi. Tạo cái sự liên kết giữa người đã nuôi rồi và cái người chưa nuôi. Và có cái sự liên kết này thì người nông dân sẽ phổ biến kỹ thuật cho nhau. Thì từ cái liên kết này thì người nông dân mới có được nắm chắc được cái kỹ thuật. Khi nắm chắc được kỹ thuật nuôi thì bớt đi, nó giảm đi cái sự hao hụt trong cái quá trình nuôi. Mô hình nuôi ốc bươu đen được xem là mô hình phát triển kinh tế hiệu quả hiện nay. Theo thống kê, năm 2022, toàn huyện Phụng Hiệp có khoảng 10 hộ nuôi ốc bươu đen. Đến nay đã tăng lên khoảng 100 hộ và sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Chương trình xin được tiếp nối với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Mỹ vừa quyết định thu mua lúa mì từ châu Âu sau khi hạn hán ảnh hưởng đến thị trường nông sản, đẩy giá nội địa lên cao. Theo nguồn tin ẩn danh, do các giao dịch mang tính riêng tư, ít nhất 2 lô hàng ngũ cốc của Ba Lan đã đến Florida trong năm nay và dự kiến sẽ có nhiều chuyến hàng hơn nữa trong vài tháng tới. Công ty kinh doanh nông sản Anderson Incorporated đã cung cấp lúa mì cho nhà máy bột mì của Anden Mills, cơ sở sai sát bột mì ở Tampa. Miroslav Masiniak, nhà phân tích thị trường tại InfoRent ở Ba Lan cho biết, đó là một con đường thương mại bất thường nhưng cũng không quá khó hiểu vì hiện tại giá lúa mì tại Mỹ đang tăng cao. Các nhà máy chế biến ở bờ đông vận chuyển ngũ cốc từ châu Âu sẽ được giá rẻ hơn so với việc gom hàng từ Kansas. Theo một nghiên cứu dẫn đầu bởi các chuyên gia Trung Quốc, lượng mưa tăng mạnh đã làm giảm 8% năng suất lúa gạo của quốc gia này trong hai thập kỷ qua. Các nhà khoa học dự đoán rằng vào cuối thế kỷ này, lượng mưa cực lớn có thể làm giảm thêm 7,6% sản lượng lúa gạo ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có các tác động do biến đổi khí hậu như sự nóng lên toàn cầu và tăng lượng khí thải CO2. Qian Yiwei, tác giả chính của bài nghiên cứu sinh tại Đại học Bắc Kinh cho biết, các hiện tượng cực đoan được dự đoán sẽ càng trở nên khốc liệt hơn trong tương lai, gia tăng mối đe dọa tới năng suất nông nghiệp Trung Quốc. Trong phần sau của chương trình, trong chuyên mục Nông nghiệp xanh, biên tập viên Ngọc Hân sẽ thông tin về cách dùng cỏ tươi ủ chua giúp bò tăng trưởng mạnh. Hỗn hợp tỏi, quế cải thiện sức khỏe và tăng trưởng của tôm. Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả. Trong chuyên mục Nông nghiệp xanh của tuần này, Ngọc Hân xin giới thiệu một mô hình sản xuất đang mang lại hiệu quả cao. Đó là một nông dân ở Trà Vinh đã sử dụng cỏ ủ chua kết hợp với cỏ tươi làm thức ăn cho bò, giúp tăng trưởng tối đa 2kg trên ngày một con, rút ngắn thời gian chăn nuôi. Là người có nhiều năm kinh nghiệm về nghề chăn nuôi, ông Nguyễn Thanh Thủy ở tỉnh Trà Vinh nhận thấy, nuôi bò theo cách truyền thống ăn cỏ rơm, đàn bò tăng trưởng rất chậm, đặc biệt vào mùa nóng, nước bị xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nguồn thức ăn tự nhiên, ảnh hưởng đến năng suất và sức khỏe của vật nuôi. Từ khi ông Thủy áp dụng phương pháp cho cỏ lên men, ủ chua, vừa đảm bảo khẩu phần ăn cho đàn bò, vừa tiết kiệm khẩu phần ăn mỗi ngày. Ủ chua cái cỏ với ủ chua cái bắp á, thì nó cải thiện cái đề tiêu hóa, cải thiện hấp thu và cải thiện chất lượng thịt. Hy vọng rằng cái phương án này là phương án mà là giúp cho cái nguồn thịt bò, thịt dê sau này của chúng tôi cũng như bà con nông dân thì nó đạt chất lượng cao hơn. Theo ông Thủy, cỏ ủ chua tương đối dễ làm, có thể bảo quản từ 3 đến 4 tháng. Trong cỏ ủ chua có men vi sinh giúp cho bò cải thiện hệ tiêu hóa. Bình quân một con bò trưởng thành có thể ăn từ 8 đến 10 kg cỏ ủ chua kết hợp với cỏ tươi và rơm mà không cần sử dụng thức ăn tinh. Với cách làm này, mỗi con bò của ông Thủy tăng trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg mỗi ngày, tăng gấp đôi so với cách nuôi truyền thống. Theo chuyên gia, thức ăn ủ chua có đủ thành phần dinh dưỡng, có thể thay thế 80% cỏ tươi trong cơ thể động vật nhai lại. Tuy nhiên, trong quá trình ủ chua, người nuôi phải đảm bảo chất lượng và một số lưu ý trong việc phân chia khẩu phần ăn đối với bò phổ béo. Trong những cái mùa vụ mà chúng ta không có cỏ tươi, mà chúng ta chỉ có thức ăn ủ chua đó, thì chúng ta nên cho vật nuôi, đặc biệt là bò, ăn thêm rơm. Tại sao? Tại vì khi mà ăn thức ăn ủ chua đó, thì coi như là nó sẽ làm hạ cái pH trong cái dạ dày, đặc biệt là dạ cỏ của con bò, nó rất là dễ phát sinh một số cái bệnh khác. Chính vì vậy mà khi chúng ta cho vật nuôi ăn rơm thêm đó, thì cái khi mà vật nuôi ăn nhiều rơm thì nó sẽ nhai nhiều hơn, mà trong nhai đó thì trong cái nước bọt nó có tính kiềm, nó sẽ trung hòa lại cái phần nào cái vấn đề axit mà nó hạ quá nhanh khi mà chúng ta cho cái vật nuôi ăn cái thức ăn ủ chua.
Thưa quý vị, từ thành công của mô hình nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn lên men ủ chua đã góp phần phát triển đàn bò thịt chất lượng cao để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho nông dân, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững của địa phương. Xin kính mời quý khán giả đến với các phần tiếp theo của chương trình. Hồng Trang nè, em có bao giờ nghe nói đến việc sử dụng hỗn hợp tỏi, quế để cải thiện sức khỏe và tăng trưởng của tôm chưa? Theo Hồng Trang được biết thì hỗn hợp tỏi, quế được áp dụng rộng rãi với vai trò kích thích sự thèm ăn của vật nuôi, thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường miễn dịch. Ngoài ra thì các loại thảo dược này còn có đặc tính kháng mầm bệnh, vi khuẩn và ký sinh trùng. Wow, hai loại thảo dược này thấy đơn giản mà quá trời công dụng đúng không Hồng Trang? Vậy liều lượng cụ thể như thế nào ha? Vậy thì ngay bây giờ Hồng Trang xin được mời Thiên Phước cùng với quý bà con nông dân đến ngay với tiểu phẩm ngay sau đây. Ê, anh em mày điện lần nữa, tôi quăng cái điện thoại xuống hồ tôm luôn á. Coi nghe. Bụi. Anh Tám ơi. Chắc chị. Tại sao anh Tám lại bực bội giữa trưa trời trưa trực nắng chắc vậy anh Tám ơi? Thằng thật chứ thằng thà, nó làm bực dễ sợ luôn á. Nó cứ hỏi về kỹ thuật nuôi tôm hoài á. Trời ơi, cái kỹ thuật nuôi tôm nó dễ ẹt như vậy mà cứ làm phiền anh gì hoài vậy hả? Thì bởi vậy. Phiền cục vậy. Gì em? Bạn xin có điện thoại. Alo. Cái gì? Trời ơi, làm sao mà ra nông nổi như vậy hả? Bây giờ là yếu dữ lắm rồi hả? Rồi, bây giờ anh nhắn địa chỉ để em chạy về liền nha. Rồi, dạ. Chuyện gì vậy em? Chết rồi. Chuyện gì mà em hốt hoảng vậy? Bình tĩnh nói nghe coi. Má em bị bệnh, mà bây giờ là bị nặng dữ lắm rồi, yếu dữ lắm, đang nằm hấp hối trong bệnh viện. Thôi, em chấp chép, em về coi chăm sóc mẹ đi. Về liền đi em. Nhưng mà còn công việc của mình. Thôi, để đây em tự lo được. Đi. Thôi, anh hiểu rồi. 3 triệu đó, em lấy em lo thuốc thang nha, đóng viện phí cho mẹ đi. Anh cho em mượn, ứng trước. Thôi, anh không có tính toán gì hết trơn á. Đi liền đi. Làm sao? Giờ em sợ em bắt xe không kịp á, bây giờ xe về quê rồi. Ê, lấy chiếc xe đạp. Ủa, lấy xe đạp, từ đây chạy về quê hả anh? Thì em ra bến xe á, mà lấy xe đạp là để anh xe. Chết nổi là em cũng không biết chạy xe đạp nữa. Thôi được rồi, đây. Có chiếc xe tay ga, xe thắt á, cũng để nhà xe đó. Trời ơi, chờ đợi. Cha mẹ sinh em ra nhưng mà chỉ có một mình anh yêu và hiểu em thôi. Thôi bây giờ vậy nè, tranh thủ chạy về để thăm mẹ coi sao nha. Cảm ơn anh nhiều nha, em đổi ơn anh, em đi trước nha anh. Dạ. Mẹ ơi. Thiệt, tội ơi là tội. Trời, chú Thắng. Chú Thắng. Cái gì nữa? Chú quen rồi đó lâu chưa mà chú đưa xe cho họ đi vậy? Người yêu của chú đó mày. Chú quen được 4-5 ngày bộ giỡn hả mày? Trời ơi, mới quen 4-5 ngày mà chú cho mượn xe. Sao? Chú bị gạt rồi. Thôi, mày đừng nói tà lao quá. Người yêu của chú, mẹ của cô ấy bệnh hấp hối nằm ở dưới quê trong bệnh viện á. Trời, chú tụi lo chú. Chú không tin đúng không? Nè, anh trai của con á đang theo dõi cô ta. Chú ngồi đợi xíu đi. Đợi gì? Ủa trời, anh trai cũng về luôn kìa. Cái gì? Ê, sao rồi anh? Xe chú nè. Ủa, xe chú nè. Dạ. Ủa, rồi người yêu chú đâu? Dạ đây. Trời ơi, người yêu chú bị tai nạn hả? Người yêu chú có sao không con? Đâu có tai nạn gì. Chứ sao có đôi hài ở đây? Con thấy cái dáng giống người đó gian, nghi rồi. Làm sao? Con đi theo dõi, thấy chạy xe của chú vô tiệm cầm đồ. Trời ơi. Con la lên, nó sợ quá, bỏ xe, bỏ dép, chạy mất tiêu. Bỏ xe, bỏ dép, chạy mất tiêu. Trời đất ơi, vậy là cô đó gạt chú đó hả? Cô nào? Thì cô... Thằng đó lừa chú rồi. Không, cô Tuyền. Thằng Tiên. Tiên nào? Cái thằng mà chú cho mượn chiếc xe đó. Ủa, cái cô đó không phải cô gái hả? Không, hồi trước nó tên Tiên. Sau thời gian nó đi nước ngoài về đúng không? Nó đổi thành Tuyền. Hèn chi, có lúc nói giọng trong, có lúc nói giọng đục. Tôi cảm ơn hai con nha. Người tốt trước mắt ở đây á, chú không nhận ra mà. Thôi từ đây về sau tụi con không muốn hỏi về cái thuật nuôi tôm gì đó. Dạ. Đến đây gặp chú. Chú nhiệt tình chỉ bảo cho tụi con. Dạ rồi. Thôi vậy dạ, sẵn đây. Hỏi. Chú cho con hỏi đi. Mình làm thế nào mà để cho tôm sinh trưởng phát triển tốt mà chú? Hỗn hợp tỏi quế có thể làm được. Ủa, là sao chú? Các loại phụ gia thực vật như tỏi nè và quế á,
có lợi cho sự tăng trưởng của tôm. Nếu bổ sung ở tỷ lệ thấp hơn và cải thiện miễn dịch, sức khỏe của tôm ở tỷ lệ bổ sung cao hơn. Vậy hả chú? Rồi liều lượng cho ăn, rồi hiệu suất tăng trưởng, rồi miễn dịch, hiệu lực trên con tôm sao nữa chú? Thôi dặn vậy, anh em tụi con đi uống trà đi ha. Rồi từ từ chú chia sẻ cho các em nhiều lắm. Chứ bây giờ nói giống cái trả bài quá, hiểu dạ, không? Dạ, cảm ơn chú. Chết cha! Cái gì? Gì vậy anh? Con lo lấy chiếc xe cho chú, rồi chiếc xe con bỏ đằng tiệm gần đồ. Trời ơi, đừng hơn đất. Thôi, chú uống vậy. Cẩn thận nha tụi bay. Thiệt, nhìn mà thấy luôn à. Qua tiểu phẩm vừa rồi, Thiên Phước mong rằng quý khán giả sẽ nắm bắt được những kỹ thuật cần thiết để cải thiện sức khỏe và tăng trưởng của tôm với hỗn hợp tỏi quế. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình Bạc Liêu, Hồng Trang và Thiên Phước. Xin kính chào tạm biệt.